Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái lệnh break break về cái lệnh break là cái lệnh dùng để thoát ra khỏi cái vòng lặp, ví dụ như là vòng lặp while, vòng lặp for, vòng lặp do while. Đấy, thì để thoát ra khỏi cái vòng lặp đó thì mình sử dụng cái câu lệnh break này. Ví dụ mình sẽ xét một cái như này. Đấy. Ví dụ các bạn có một cái bài toán là in những số từ 1 100. Đấy. Đấy. Ví dụ các bạn như vậy, có một cái bài toán mà in các số tự nhiên từ 0 đến 100 đấy. Đấy. Thì ở bài toán này, nếu như các bạn có một cái điều kiện nào đó là ví dụ như các bạn không muốn in những cái số từ 1 đến 100 mà các bạn in những số từ 1 đến 50 mà không thay đổi cái điều kiện này. Đấy, thì mình có thể sử dụng cái vòng lệnh break đấy, câu lệnh break để làm cái điều đó. Thì khi thêm cái break vào thì nó sẽ khi cái vòng for này chạy đến cái giá trị break nữa, giá trị điều kiện thì nó sẽ tự động thoát ra khỏi cái vòng lặp đó. Đấy. Và để các bạn rõ hơn thì mình sẽ xét một cái ví dụ như sau. Đây, đấy. Ở đây thì mình xét một cái ví dụ là in ra những cái số y, in ra những cái số y mà từ 1 cho đến bé, từ 0 cho đến bé 10 đấy. Và mình muốn ngắt thoát ra khỏi vòng lặp tại cái giá trị mà y bằng 8 đấy. Thì mình sẽ làm như sau. Đầu tiên thì mình sẽ khai báo một cái biến là mình các bạn có thể tùy ý thì đặt tên biến như nào cũng được. Ở đây mình đặt là n bằng 8 và mình sử dụng một cái vòng lặp for với khai báo giá trị y ban đầu là bằng 0 và với điều kiện y bé hơn 10 như bài toán, và sau đó tăng y lên. Đấy. Và ở đây mình sẽ sử dụng cái câu lệnh break. Đấy. Nếu như mà mình sử dụng if, nếu như mà y bằng n đấy, tức là cái khi nào cái biến chạy y này nó bằng n thì nó sẽ break đấy, break tức là nó thoát ra khỏi cái vòng lặp và in ra những cái giá trị y trước đó đấy. Nên mình sẽ chạy cho các bạn xem. Đây, đây là những cái giá trị mà khi chúng ta sử dụng cái lệnh break và nó đã in ra như vậy. Đấy. Đấy, như vậy thì các bạn đã thấy được cái công dụng của cái câu lệnh break này ạ. Là tóm lại cái công dụng lớn nhất của cái lớn và quan trọng nhất của cái câu lệnh break này đó là thoát ra khỏi cái vòng lặp ạ. Đấy. Thì trên đây là cái phần giới thiệu về cái câu lệnh break. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.